xuống, nó rớt xuống rồi coi. Nghe tóm lại là hồi mẹ đẻ tới giờ mới thấy con cá hình đầu à. Ai anh hả? Chứ đâu, đâu biết đâu. Hồi xưa đâu có vụ con cá gì đâu. Mua đậu giáp không à? Ờ, giáp không. Mà mình nhìn cái này thấy tựa tựa giống ở trên trên núi bên Trung Quốc mà nó đổ